Xin chào các khán giả của Mình ơi ăn gì được phát sóng trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày hôm nay thì Mình ơi ăn gì sẽ giới thiệu đến các bạn một món ăn mà Huyền Phương tin chắc rằng là có lẽ là chỉ mới nghe tên thôi thì mọi người cũng sẽ rất tò mò và thú vị về món ăn này. Đó chính là mì hạt sen ở trên phố Nguyễn Quang Bích. Nói về những cái món sen ấy, thì thường là người ta nghĩ ngay đến chè sen hay là nước sen, những cái món ăn ngọt giải khát đúng không? Tuy nhiên là hôm nay sẽ là những cái món ăn mặn nhưng mà cũng chế biến từ sen, rất là thú vị đúng không? Sen cũng là một món ăn mà rất nhiều người ưa thích vì nó không chỉ là một món ăn ngon mà lại còn là được coi là một phương thuốc rất là tốt. Ngay khi mà nghe cái món lạ này thì đầu tiên bọn mình sẽ phải thử ngay xem mì hạt sen nó như nào, trông như là mì bàn thắng. Cá nhân Phương đầu tiên cảm nhận thì mùi hương rất là hấp dẫn. Khi mà ăn được miếng mì thấy là vị ngọt nó rất là thanh và cái sợi mì thì nó rất là mềm vừa tới. Mà vẫn có cái độ dai của mì. Mì thì rất là ngon rồi nhưng mà việc mà kết hợp đùng cùng với các cái nguyên liệu như là ngó sen hay là nấm hương ở đây thì Phương thấy vị nó rất là hài hòa với nhau. Tươi ngon, thanh ngọt đúng không? Ngó sen giòn giòn. Thoang thoảng thêm một chút hành tây tự phi nữa. Rất là dễ ăn. Và khi đến đây tìm hiểu về món mì hạt sen ấy thì bọn mình còn được biết là ở quán này họ có rất nhiều những cái món liên quan đến sen. Ở đây là có món cơm gạo lứt hấp lá sen, cá ba sa và ăn kèm theo củ sen muối. Ngoài ra ở đây thì chúng mình còn có một bát canh rất là hấp dẫn, đó chính là món canh mọc tôm nấm hạt sen. Cơm gạo lứt thì họ hấp với lá sen nên là cái mùi hương này thơm rất là dễ chịu. Cá ba sa được tẩm ướp và nướng, ăn nó vẫn giữ được cái vị ngậy của thịt cá cũng như cái vị thơm ấy. Không bị khô quá nhưng mà cũng không bị tái quá. Nên là khi mà mình ăn là bị cảm giác như là miếng cá tan trong miệng vậy. Ở đây đúng là bên cạnh cơm hay là cá là món ăn chính thì những món ăn kèm cũng thực sự rất là xuất sắc. Phương không chỉ thích ở đây là cái củ sen muối mà còn rất là ấn tượng với cả trứng cút muối. Làm rất là vừa tới, thậm chí vẫn còn lòng đào này. Ăn nó rất là thơm ngậy đúng không? Và đã thưởng thức cơm ấy, thì sẽ không thể thiếu được món canh được. Món canh mọc tôm nấm hạt sen. Nghe tên tôi đã thấy thèm lắm rồi. Bát canh này thì cũng có thể thấy rằng là có hạt sen chắc chắn là có rồi đúng không? Thêm cả chút nấm này. Điểm nhấn ở đây chính là mọc tôm và với cả nấm hương. Nhìn rất là hấp dẫn. Cái hương vị cho đến cái mùi thơm nó đều thanh nhẹ, thoang thoảng. Nhưng mà khi ăn thì nó để lại cái ấn tượng không thể nào quên được. Quán ăn này thì sẽ có cái tất cả đồ ăn thì rất là tốt cho sức khỏe, nó liên quan đến sen nữa. Đặc biệt là con gái phụ nữ thì rất là quan trọng về cái sức khỏe và ngoại hình của mình. Các món ăn bên ngoài thì nó khá là nhiều dầu mỡ và tôi thì tôi thích cái gì đó nhẹ nhàng một chút, món ăn sạch và an toàn cho sức khỏe nên là tôi chọn là sen. Hương vị của sen thì nó rất là thanh nhẹ, dễ ăn. Sen thì có cái công dụng rất tốt cho sức khỏe. Từng bộ phận của cây sen thì nó sẽ có những cái công dụng khác nhau, sẽ có những cái vị là thơm, thanh, nhẹ. Đồ ăn hay thức uống từ cây sen như thế này thì là sẽ mang đến cho mình cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và thanh tịnh. Ngày hôm nay đúng là Phương đã có thêm những trải nghiệm rất là ấn tượng khi mà biết rằng là giờ đây thì sen không chỉ được làm thành chè sen mà còn có rất nhiều món ăn ngon được chế biến từ sen nữa. Và nếu mọi người muốn thưởng thức một bữa ăn thanh cảnh, nhẹ nhàng nhưng mà lại hết sức ấn tượng thì cứ nghĩ chắc chắn những cái món ăn về sen ở đây thực sự là một điều mà mọi người nên trải nghiệm.